Lên trên nhà kiểm tra có tiếng động lạ, người đàn ông suýt gặp nạn khi bị chăn khủng bất ngờ tấn công. Mới đây, một sự việc hí hữu đã xảy ra tại nhà của một người đàn ông khi người này mở chân nhà và lên xem có tiếng động lạ gì ở bên trên. Thì bất ngờ, từ bên trong, một con chăn khủng lao thẳng ra và tấn công người đàn ông. Theo đó, vì nghe thấy những tiếng động lạ xuất hiện từ trên trần nhà của mình nhiều ngày qua, những tiếng động liên tục kéo dài làm cả gia đình lo lắng vô cùng. Lúc này, người đàn ông quyết định lên kiểm tra xem có điều gì đó xảy ra ở bên trên. Người đàn ông cẩn thận mang một chiếc bao vào tay và cầm theo chiếc đèn pin để soi. Tuy nhiên, khi vừa hé trần nhà ra và nhìn vào trong thì một con chăn lớn đã bất ngờ lao ra và tấn công người đàn ông. Ngay sau khi bất ngờ bị tấn công, người đàn ông đã ngay lập tức rút lui lại và bỏ chạy ngay sau đó. Vừa né được cú tấn công của con chăn, vừa bỏ chạy ra ngoài và đóng sầm cửa lại. Từ đoạn video quay lại có thể thấy, kích thước của con chăn tương đối lớn và tốc độ tấn công của nó vô cùng nhanh nhạy. Khi người đàn ông chưa kịp quan sát kỹ thì con chăn đã bất ngờ lao ra. Tuy nhiên, may mắn bị phản xạ kịp thời nên người đàn ông đã né được phát cắn chí mạng của con chăn. Được biết, con chăn trong đoạn clip là một loài chăn gấm. Loài chăn này không sở hữu nọc độc, do vậy loài động vật này không thể gây chết người bằng những cú cắn của chúng. Tuy nhiên, những con chăn gấm trưởng thành có đủ sức mạnh để làm cho một người trưởng thành ra đi mãi mãi và nuốt trọn họ vào bụng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh Official. Đừng quên ấn đăng ký để theo dõi nhiều tin mới mỗi ngày nhé!